Review với các bác một cái âm ly rất hay của Tây Đức, có thương hiệu là Zephyr với model là B780. Đấy, dòng là dòng của châu Âu nha các bác. Một chiếc âm ly thiết kế thì thực sự là chất âm rất hay và hình thức thì tuyệt vời các bác nhé, hình thức thì rất đẹp nhé. Những cái chiếc âm ly này ngày xưa thì nó giá ở bên châu Âu thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1.000 euro các bác nhé, chưa tính tiền cước vận chuyển về. Bây giờ là hàng bây giờ thì nó cũng đồng ưu nó cũng xuống, với hai là cước vận chuyển thì bọn em về ghép cùng với loa nên là nó giá nó cũng hợp lý các bác nhé. Em xin đi chi tiết vào cái mặt trước của cái âm ly. Đây, cái tem chính của nó dây vốc thì được đặt ở chính giữa các bác nhé. Đấy, model là B780. Micro computer control sheet FM receiver, có nghĩa là âm ly này là âm ly đài các bác nhé, âm ly đài nhưng nó là đài điện tử nhé. Đấy, âm ly thì được sản xuất tại nội địa tại Tây Đức các bác nhé, và những cái năm 93-94 các bác nhé. Cái núm ở giữa này của nó là núm volume các bác nhé, núm volume thì riêng dòng châu Âu này nó sẽ làm kết hợp cả cái núm ba lăng này nhé. Đấy, và chính trên cái núm này thì nó có một cái đèn này là đèn của cái phần đài các bác nhé. Đấy, em sẽ thử sang cái đài cho các bác xem luôn. Đấy, đài bắt rất là nét luôn, nét căng luôn. Đó, tiếp theo là nó có một cái vi chỉnh nhanh của cái phần high low. Đấy, high low là phần chỉnh tép nhanh mà chỉnh trung trầm và bát trầm các bác nhé. Thì thường mình chơi mình để ra nu mình sẽ để cầu ập. Và tiếp tới là nó có cái nút tiếp theo là để chỉnh cho giải tần bát các bác nhá. Đây, chỉnh cho bát nhá. Đây, cái đôi loa này cái âm ly đánh rất là hay đấy, em toàn để ở giữa thôi. Tiếp theo là nó có một cái giải tần Fisher này, nghĩa là giải tần trung nhá. Rất ít những con âm ly, phải những con thực sự là phải trên 1.000 đô trở lên. Vài nghìn đô mới có cái phần thêm cái phần giải chỉnh giải trung các bác nhá. Và cái nút thứ tư cuối cùng là nút này là nút tép, chỉnh tép các bác nhá. Đó, ở dưới này thì nó có cái chỉnh để chuyển nút chuyển chế độ mono này, lốc lơ này, rồi là cắt giảm tần số này, đấy, tone defense này, và cái lỗ cuối cùng là lỗ phone. Mặt âm ly thì nó thiết kế rất hài hòa, rất là nhiều nút. Cái phần này của nó là auto các bác nhá, phần đài này của nó là 108 nhưng nó là auto nhá, auto thôi. Đấy, mình sẽ nhấn tiến lùi như này để mình nó tự dò kênh các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy là đài ta đài tây bắt rất là nét luôn. Đấy, bắt được cả đài Nhật nhé. Đấy, đài bắt là sóng nét căng các bác nhé. Âm ly này thì đánh được loa từ 4 đến 16 ohm các bác nhé.
công suất của nó thì cực gấu luôn. Ngoài ra thì nó có cái hệ thống nút để chỉnh ở đây các anh nhá, đều chỉnh cho cái bên đài. Và nó có một cái phần khay ở trước của nó đây. Tun mốt này, đấy, đèn mắt sóng này các anh này. Đấy, mình chỉnh được là shifter này, đấy, chỉnh được memory này. Chỉnh được cho loa A, loa B này. Đấy. Người dân có thể đang kinh doanh trồng lúa, trồng ngô. Đấy, khi mà cái này mình lấy lên được. Cái tổng thanh âm ly ra còn rất là đẹp các bác nhá. Hàng này là hàng bãi Đức chưa sử dụng ở Việt Nam nhé. Ok các bác, vậy là em cũng vừa review với các bác một cái chiếc âm ly rất hay đến từ Tây Đức. Hiện tại cái âm ly này bên shop em đang bán với giá là 27 triệu các bác nhá. Bác nào mà quan tâm thì xin liên hệ cho bên em, Hà Thành Cao Đô, số điện thoại 0388596666. Địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Kiên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video tới.